Ayo, welcome back. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách color grading tông màu phim bằng những công cụ có sẵn trên phần mềm DaVinci Resolve, chuyển đổi từ màu phim digital về với màu phim nhựa tông màu của Kodak 2383. Và trong quá trình color grading, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phân biệt giữa underexposure, mất chi tiết ở vùng tối, và độ sâu của màu sắc. Mình thấy có rất là nhiều bạn hiểu lầm về cái vấn đề này, cho nên là ở những video có vùng tối sâu thì nhiều bạn cứ tưởng đó là vùng bị mất chi tiết. Ok, và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào tập tiếp theo trong series Color Grading bằng phần mềm DaVinci Resolve trên channel của mình. Chào mừng các bạn đã trở lại với Top Color trên phần mềm DaVinci Resolve. Như mình đã chia sẻ đầu video, chúng ta sẽ color grading đưa hai cái footage này về với tông màu phim nhựa với cái tông là Kodak 2383. Thì hai footage này mình quay ở định dạng là F-Log trên máy Fujifilm X-T3 và được output ra với Kodak ProRes 422XQ. Ok, và bây giờ chúng ta bắt đầu vào quá trình color grading. Thì đầu tiên như thường lệ mình sẽ bắt đầu với 4 nốt. Ở cái nốt này mình sẽ exposure. Cái nốt tiếp theo thì mình sẽ white balance và tùy chỉnh các thông số về XSL. Và cái nốt này thì mình sẽ làm cái việc là delog, đưa cái footage mình quay với định dạng F-log về với không gian màu Red 709. Ok. Rồi, và để color grading tông màu phim nhựa ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng tiếp hai nốt nữa. Cái nốt ở đây mình sẽ tạo phim look. Và ở cái nốt trước này mình sẽ làm cái việc là convert. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa cái định dạng mình quay với log này về với Red 709. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái công cụ là Color Space Transform. Thì các bạn có thể coi lại ở video trước của mình để đưa cái định dạng các bạn quay về Red 709. Thì ở Input Color Space này mình quay bằng F-Log, cho nên mình sẽ chọn là Red 2020. Và Input Gamma mình sẽ chọn là Fujifilm F-Log. Và Output Color Space và Output Gamma này mình để là New Timeline, bởi vì mình đã setting trong phần Color Management các cái thông số này rồi, cho nên là mình không có cần chọn nữa. Ok, sau khi đưa về Red 709 rồi thì mình sẽ Exposure nó. Như bạn thấy thì ở footage này chúng ta có những cái thông tin nó bị mất chi tiết ở vùng highlight, bởi vì cái phần trời này nó hơi bị cháy, nhưng mà chúng ta vẫn còn thông tin để lấy lại bởi vì mình quay bằng Kodak ProRes. Ok, như bạn thấy mình đã lấy lại được chi tiết của phần highlight rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo contrast cho footage của chúng ta. Ok, thì các bạn có thể coi lại cái quá trình exposure của mình ở cái video 1. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ tùy chỉnh cái thông số white balance và các cái thông số XSL. Nhưng mà ở cái footage ngày hôm nay chúng ta sẽ color grading chứ chúng ta không có color correction, cho nên cái bước này mình sẽ xử lý sau. Và như mình đã nói, ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng những cái công cụ được cung cấp sẵn trên phần mềm DaVinci Resolve để đưa về cái tông phim màu Kodak 2383. Thì ở đây phần mềm DaVinci Resolve họ đã cung cấp cho chúng ta ba cái lít để đưa Red 709 về với tông Kodak 2383. Và chúng ta sẽ có ba cái tông cơ bản là tông nóng, tông trung tính và tông lạnh. Ok, và bây giờ chúng ta cùng phân tích cái footage này để chọn lựa các khuynh hướng tông màu mà chúng ta sẽ color grading. Thì tông phim nó sẽ có tông nóng và tông lạnh. Thì với cái footage này, như các bạn thấy, với trang phục và cảnh trí như thế này thì không thể nào chúng ta xử lý tông nóng được, mà chúng ta phải xử lý tông lạnh là bắt buộc rồi. Nhưng mà nói lúc nãy chúng ta sẽ chọn cái tông khuynh hướng về lạnh. Ok, hình như các bạn thấy đây đúng không? Các bạn đừng sợ nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái quá trình convert để đưa cái định dạng này về định dạng phim. Rồi, chúng ta tiếp tục xử lý cái công cụ Color Space Transform. Thì mình cũng nhắc lại, cái công cụ Color Space Transform này sẽ giúp các bạn chuyển đổi các cái tông màu, các gamma màu giữa các cái máy khác nhau lại với nhau. Trong trường hợp một cái dự án các bạn sử dụng rất là nhiều máy, thì các bạn có thể dễ dàng chuyển đổi cái Color Space và Input Gamma từ nhiều cái máy đó
để các bạn matching giữa các cái màu sắc đó cho nó dễ dàng hơn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chọn cái output gamma là Cineon Log. Rồi, ok. Và quay trở lại cái exposure thì bây giờ khi chúng ta chuyển đổi qua thì cái exposure chúng ta cũng phải tùy chỉnh lại luôn. Đáng lẽ là tới cái bước này chúng ta mới exposure lại thì mình lại làm hơi sớm như thói quen thôi. Ok, và chúng ta kiểm tra lại cái quá trình convert của chúng ta. Ok, đây là màu 709. Rồi, chúng ta convert qua tông phim. Rồi, sau khi chuyển về cái tông phim thì như các bạn thấy, cái màu đen của vùng tóc này và những cái vùng đen ở shadow này nó trở nên rất là đen và rất là sâu, đúng không? Thì mình tin chắc chắn có rất nhiều bạn nghĩ đây là bị under exposure. Tuy nhiên thì không phải nha các bạn, mình sẽ cho các bạn xem scope. Đây là footage của chúng ta, các bạn coi cái thông số scope ở cái vùng shadow này nè, nó vẫn chưa có một cái thông tin nào vượt ngưỡng nha. Mặc dù mắt của chúng ta đang nhìn thấy cái footage này nó đang có cái màu đen rất là sâu. Ok, còn giả sử footage này nó under exposure thì sao? Thì nó sẽ có thông số như thế này. Cái đồ thị của chúng ta sẽ bắt đầu xuất hiện những cái vạch kẻ ngang như vậy, thì nó đại diện cho cái việc là chúng ta đã under exposure. Ok, và ngược lại over exposure. Đó. Ok. Còn quay trở lại footage của chúng ta thì chúng ta vẫn chưa hề under exposure nha. Ok, và nhân tiện ở cái bước này thì mình sẽ chia sẻ các bạn thêm những cái thông tin để các bạn dễ phân biệt được under exposure và cái độ sâu của màu sắc. Như các bạn thấy trên màn hình, mình có một scene hình từ bộ phim Irishman. Thì các bạn thấy cái phần đen này nè, nó cũng rất là đen và rất là sâu ở đó, nhưng mà nó không hề mất chi tiết nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Ở cái phần vùng tối ở bộ phim này cũng rất là sâu. Tiếp theo, scene này cũng vậy và scene này cũng vậy. Đó là cái điều các bạn có thể dễ nhận thấy ở những cái bộ phim Hollywood. Thì họ chỉnh cái tông màu á, cái độ sâu rất là sâu. Cái độ sâu ở đây không phải là cái độ sâu của ánh sáng không, mà đó là cái độ sâu của màu sắc. Tại sao màu sắc họ sâu như vậy? Bởi vì họ quay bằng những cái thiết bị cho ra những cái codec cung cấp cho họ những cái thông tin, cái bit depth của màu sắc rất là lớn. Để các bạn hiểu thêm về độ sâu của màu sắc thì sẵn đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn những thông tin để các bạn hiểu rõ hơn về cái độ sâu của màu sắc, các bạn tránh nhầm lẫn với under exposure. Đó giờ các bạn hay nghe, thường nghe gần đây nhất là những cái codec 10 bit, 420, 422 hoặc là những cái codec cho tới 444 luôn. Thì như các bạn thấy ở đây mình có ba cái subsampling 420, 422 và 444. Các cái hình ảnh kỹ thuật số mà các bạn thấy sẽ được cấu tạo bởi luminance là độ sáng chói, và chroma thì từng chroma nó sẽ đại diện cho từng sắc độ của màu sắc. Thì hai cái giá trị này sẽ kết hợp lại thành một cái hình ảnh hoàn chỉnh mà các bạn thấy. Với cái subsampling 444, chúng ta sẽ có luminance, chroma, nó được chia đều ra. Ok, và ở 420, chúng ta sẽ có luminance được chia đều, nhưng mà chroma nó sẽ được gom lại ở những cái phần màu nào nó gần giống nhau. Và tiếp theo là 420, luminance vẫn như cũ, nhưng mà các cái phần màu này nó lại được nén nhiều hơn nữa. Đó là vì người ta nhận thấy được mắt người rất là nhạy với ánh sáng, với màu sắc thì những cái độ chuyển nhẹ thì mắt người hầu như sẽ không có nhận thấy được. Cho nên để giảm thiểu về cái lượng data của color depth thì người ta sẽ chọn cách là nén cái chroma lại. Con mắt chúng ta vẫn thấy được những cái màu sắc như vậy, nhưng mà cái thông tin của màu sắc đó lại ít đi. Cho nên là đa phần các bạn sẽ thấy ở những cái thiết bị quay cơ bản hiện tại á, thì nó sẽ chỉ ra được cái codec là 420 thôi. Cho nên là màu sắc của nó sẽ không có sâu bằng. Và mình sẽ có hai cái ví dụ tiếp theo đây. Như các bạn thấy ở cái hình này là ở subsampling 444 nè, các bạn thấy cái màu xanh dương không? Màu xanh lá hay là tất cả những cái màu sắc tổng thể.
về 420 nó lại trở nên nhợt nhạt, mặc dù nó vẫn thể hiện cái màu xanh. Nhưng mà cái màu xanh này nó nhợt nhạt, nó ra màu tím, và cái màu đỏ này nó để thành màu cam. Ok, đó là vì những cái thông số về màu sắc nó đã được nén đi, cho nên là cái màu sắc nó sẽ nhợt nhạt và nó không có độ sâu. Và tiếp theo, các bạn sẽ dễ nhận thấy hơn nữa ở cái hình ảnh này, cũng là 444 và 420, thì các bạn thấy ở cái phần ngói này nè, hoàn toàn những cái màu sắc của ngói này nó đã không còn đậm đà và nó không còn có độ sâu nữa. Ok, và quay trở lại với phú địch của chúng ta, thì vừa rồi mình đã chia sẻ các bạn những thông tin để các bạn tránh hiểu lầm giữa độ sâu màu sắc và under exposure, để các bạn sẽ nhầm lẫn khi thấy những cái vùng màu mà nó sâu như vậy thì các bạn nghĩ là under exposure. Ok, và bây giờ quay trở lại tiếp tục với quá trình color grading của mình. Thì vừa rồi chúng ta đã chuyển cái tông màu này về với cái tông màu của phim nhựa. Tuy nhiên thì nó sẽ vẫn còn những cái phần màu ở trong cái scene này mình chưa có ưng ý, cho nên bây giờ mình phải xử lý tiếp. Tiếp theo mình sẽ xử lý cái phần màu đỏ này. Cái phần màu đỏ này nó đang hơi hướng về hồng, nó rất là quê. Tiếp theo là phần skin tone. Như mình nói ở video trước á, thường khi các bạn quay ở những cái nơi mà nó có nhiều cây cối thực vật á, thì thường cái phần da chúng ta sẽ bị ám phần xanh lá rất là nhiều, cho nên chúng ta phải xử lý skin tone và giảm cái màu xanh bị ám trên cái phần da này. Tiếp theo nữa thì mình sẽ xử lý tiếp cái phần màu xanh lá này, vì mình muốn tông màu của mình nó theo cái hướng lạnh, cho nên là không thể để cái màu xanh lá cây nó trở nên tươi như vậy được. Hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng cái công cụ hòa trộn parallel. Các bạn có thể coi lại ở video trước cách sử dụng parallel nha. Ok, rồi skin tone. Note này mình sẽ xử lý skin tone. Note này mình sẽ xử lý phần red. Và note này mình sẽ xử lý phần xanh lá cây như mình đã nói. Và bây giờ ở skin tone thì mình sẽ sử dụng công cụ qualifier để tách cái phần skin tone ra. Ok, bây giờ mình có thể tắt cái phần này, dễ quan sát hơn. Rồi, ok, các bạn có thể coi lại ở video trước cách để tách cái vùng da này ra nha. Anh em mình đây mình làm nhanh để giảm cái thời gian của video này. Rồi, ok, bây giờ mình đã tách ra rồi, bây giờ mình sẽ chắc cái phần da này. Ok, thì do cái này chúng ta cũng không có thấy nhiều cái phần da lắm đâu các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ sử dụng cái công cụ Curves Hue Visage Saturation để giảm cái màu xanh lá trên cái phần da của mình. Có những cái phần nào xanh lá thì mình sẽ giảm nó đi. Ok, rồi tiếp theo thì mình sẽ sử dụng công cụ Beauty để làm mịn phần da này. Thì những cái công cụ này mình đã sử dụng ở tập 1 rồi, các bạn có thể coi lại, mình cũng có giải thích, nên mình sẽ làm nhanh qua ở cái tập này. Ok, rồi tiếp theo thì ở cái note này mình sẽ xử lý cái phần red. Thì mình sẽ tiếp tục dùng qualifier tách cái phần màu đỏ ra. Ok, rồi mình sẽ sử dụng công cụ Hue Visage Hue để mình đưa cái phần màu đỏ này về với cái màu đỏ vàng. Ok, tại vì bây giờ nó đang thiên hướng là hồng. Ok, thì bây giờ mình sẽ kéo về phần dưới để nó ra màu đỏ hơi vàng một chút xíu. Rồi, tiếp theo là Hue Visage Saturation để giảm cái phần màu sắc trên cái phần màu đó. Okay, tiếp theo Hue Visage Luma là giảm cái phần độ sáng trên cái phần màu sắc đó. Okay, rồi tiếp tục, nhưng mà mình thấy cái phần này nó vẫn chưa có trở nên vàng lắm. Chúng ta bật tắt để thấy cái sự thay đổi.
Nếu các bạn muốn kỹ nữa, các bạn muốn cái độ chuyển nó trở nên mềm mượt hơn thì các bạn giảm opacity nó lại. Chúng ta cùng kiểm tra lại. Ok, tạm thời là đang ổn với cái thẩm mỹ của mình. Rồi, tiếp theo là ở phần green. Tiếp tục bóc tách cái phần xanh lá cây đó ra. Rồi. Ok. Mình sẽ dùng Hue Visage Saturation để giảm cái phần độ đậm nhạt của cái phần màu đó. Mình sẽ dùng Luma Visage Saturation để giảm độ sáng của cái phần màu này. Tiếp theo là Saturation Visage Saturation để giảm cái độ đậm của cái phần màu xanh này. Ok, các bạn thấy before after thì chúng ta đã làm cho cái màu xanh nó trở nên dịu dàng hơn, nó không có bị rực quá. Thì cái cảnh của chúng ta nó sẽ trở nên lạnh lẽo hơn các bạn. Rồi còn tùy theo cái thẩm mỹ của các bạn thì các bạn tùy chỉnh theo ý của các bạn nha. Tiếp theo mình sẽ tạo tiếp một nốt và đặt nó là final look, để mình sẽ tùy chỉnh lại tất cả các cái ánh sáng hay là cái phần gì mà mình muốn thay đổi trên cái footage này để ra một cái nhìn tổng thể nhất. Thì hôm nay chúng ta color grading cái tông màu phim. Thì phim thường các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái độ tối và một cái độ sâu. Còn ở đây thì footage của chúng ta vẫn còn hơi sáng, cho nên mình sẽ giảm highlight nó lại. Ok, để cho cái phim của mình nó trở nên sâu hơn, không có bị MV ca nhạc. Rồi mình tạo một ok, và mình thấy cái màu này nó hơi đậm và nó đang còn hơi vàng ấm quá. Và bây giờ mình sẽ khử bớt một chút màu ở cái phần mid-tone này, cho nên là mình sẽ sử dụng công cụ Saturation Visage Saturation để giảm cái phần màu ở phần mid-tone. Ok, các bạn thấy biểu đồ của chúng ta nè, cái phần màu đỏ nó đang giảm đi một chút xíu. Rồi, before, after. Ok, thì như mình bây giờ là đang tạm ổn. Còn cái các bạn muốn tùy chỉnh theo thế nào, theo cái thẩm mỹ các bạn, thì các bạn cứ xử lý tiếp. Tông màu phim thì không thể nào thiếu brand được, cho nên mình sẽ tạo thêm một nốt để làm phim brand. Mình sẽ sử dụng effect và chọn phim brand. Ok, và ở đây mình chọn là 35mm. Rồi các bạn có thể custom lại cái size của ren mà các bạn mong muốn ha. Tùy theo cái độ sở thích của các bạn mà các bạn tùy chỉnh. Ok. Rồi đến bước này là đã hoàn thiện một cái tông màu phim từ định dạng digital. Và mình còn một cái footage nữa cũng quay với cái thông số và các cái tùy chỉnh y như là cái footage này, cho nên mình sẽ lấy tất cả các thông tin đã chỉnh ở cái footage trước về cái footage này bằng cái nút chỏ giữa của cái con chuột của các bạn. Ok, và mình có muốn tùy chỉnh gì ở footage này thì mình sẽ tùy chỉnh lại cái phần đó thôi, như là phần skin tone. Ở đây lấy vẫn chưa có đủ hết cái thông tin của skin tone. Đấy. Rồi, như vậy thôi. Tiếp theo red, kiểm tra lại. Rồi, green. Ok. Thì sáng tối hay gì đó thì chúng ta tùy chỉnh phần nào đó thì chúng ta tùy chỉnh lại ở cái phần đó. Sao mà cho vừa các bạn là được. Ở đây là video hướng dẫn, cho nên mình sẽ nếu là mình hướng dẫn cho các bạn cách thao tác để các bạn xử lý. Còn về cái mặt thẩm mỹ thì các bạn sẽ tùy chỉnh theo cái gu thẩm mỹ của các bạn. Rồi chúng ta sẽ cùng coi lại nha. Đầu tiên với cái định dạng F-Log
đưa về Red 709, sau đó là convert và tông phim Kodak 2383, exposure, xử lý white balance XXL, skin tone, xử lý phần màu đỏ này, phần màu xanh lá cây, rồi final look, film brand, that's it. Và mình đã vừa hướng dẫn các bạn cách color grading tông màu phim Kodak 2383, chuyển đổi từ màu phim digital về màu phim nhựa bằng những cái công cụ có sẵn trong phần mềm DaVinci Resolve. Hy vọng qua video này sẽ giúp các bạn hiểu thêm về việc color grading và hỗ trợ cho các bạn trong quá trình làm việc. Và ở tập tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách color grading tông màu trong sáng Hàn Quốc và cách xử lý da, làm mịn da. Ok, và video xin được kết thúc tại đây. Đừng quên cho mình một like, subscribe channel của mình và nhấn nút chuông thông báo để nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye, see you next time.